hai cái măng về con ra con trai con gái ơi. Dạ, mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em. Hiện tại là hôm nay em đang đứng tại địa chỉ là 21 Đông Bắc, phường Tân Kiến Thiệp, quận 12, như quý ông bà cô chú anh chị và các bạn, ngay chỗ bánh xèo nhí nè. Thời gian bán là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Số điện thoại đặt hàng là 0986 804 347. Dạ, bánh xèo chúng ta đó là 30k một cái. Bây giờ là bà nội với Hà Anh, Trâm Anh và Gia Kiệt phục vụ. Chảo lửa bây giờ lên 5 bếp rồi nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Ông bà cô chú anh chị và các bạn đi tìm đường rất là dễ luôn. Cứ tìm đường đó là công viên phần mềm Quang Trung hay là đường qua cầu vượt Quang Trung nha quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Tới đường Tô Ký và đường Đông Bắc, mình quẹo qua đường Đông Bắc phía bên hông luôn á. Dạ, bánh xèo da giòn rụm đẹp rồi đó, bánh xèo đẹp quá trời luôn. Tới ngay chỗ cái địa điểm bánh xèo nó thơm lắm ông bà cô chú anh chị và các bạn, thơm nức mũi luôn á. Mấy chị em tất bật. Một cái đầy đủ và hai cái không giá là ba cái. Con gái ơi, con trai lấy rau ba cái con đó, lấy rau ba cái. Nghe đi. Đó, rau. Bánh đâu vậy? Có bánh. Có chú đầu. Rồi chờ chú chờ xíu cho có cái bánh đặc biệt. Ba bánh. Hai không giá, một cái bình thường. Chú xem mà chú chảy nước mắt đó nha. Chú xem lại mà chú chảy nước mắt đó nha. Dạ mấy cái chú? Dạ 30.000. Hai cái cho ông, hai cái con.
Dạ. Có bánh cho ông liền, ông hai cái con gói liền. Dạ ăn tại chỗ hay là sao anh chị? Dạ. 30 ngàn. Dạ, ông bà cô chú anh chị. Anh ở gần đây không anh? Gần đây hả? Dạ rồi. Anh thường anh ăn bánh xèo của mấy cháu được mấy lần rồi? Mấy lần đầu hả? Dạ, có gì thì bánh xèo ghé ủng hộ các con nha anh. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, đó, chú nè. Dạ. Chứ à. Chú mới. Sao biết vậy? Dạ. Rồi, cảm ơn chú nha chú. Chú gần đây không? Dạ, rồi, giờ gần. Rồi, cảm ơn chú. Bánh xèo trong có cho con. Rồi, có bánh xèo trong. Ba cái cho. Anh do anh có bánh không có đặc biệt hả? À, cái bánh đặc biệt không giá. Ủa, có đúng không anh? Hai cái không giá. Dạ số điện thoại đặt hàng đó ông quý ông bà cô chú là 0986804347 nha. Dạ. À con đi được hả? Con đi party, chụp party được luôn hả? Trời ơi. Lâu đó nha, chứ không nè, coi chân cản nó. Kết quả của chụp party á. À, con cũng có một cái hả? Màu hồng hả? À. Gần có cô chú rồi. Hiện tại bây giờ là 5 giờ kém nha quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Em xin lỗi là giờ này là giờ này là 17 giờ 37 phút. Dạ. Bánh xèo nhí tại bánh xèo nhí. Tính tiền cho chú kìa con. Ông nội tính tiền cho anh trai phía sau ông nội. Dạ, ăn tại chỗ hay là mang về chú? 30 ngàn một cái. Dạ. Hai cái. Hai cái. Cái này không giá phải không hả?
đúng rồi, xịt xịt ra một xíu cách đó. Rồi vô nhà luôn em ơi. À. Tiền Giang. Tiền Giang. Quê hương của Hà Anh. Có hai cái là đỡ bé làm sao luôn à. Dạ. Tiền Giang chung. Dạ, Trung hả? Chú ở đâu chú? Quận Trung. Dạ, con miền Trung. Con ở Quảng Ngãi. Dạ. À, vậy hả chú, vậy là đồng hương. Ở Sơn Tịnh. Dạ, ủa vậy hả chú? Dạ. Dạ. Anh ba cái, hai cái, một cái, một cái. Đúng, 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 đúng. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn chú nha. Chú đọc. Dạ. Hai cái không giá để riêng giùm em. Hai cái không giá để riêng. Quay phim hoài. Dạ, quay phim hoài, quay cho ông bà cô chú xem giải trí. Mới biết địa điểm bánh xèo ủng hộ các con. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn chú nha. Dạ. Dạ. Chưa à, chưa xin chưa thấu tiền. Nè, mà kia kia đây nè hả? Dạ, bé làm luôn mà. Bé phụ. Dạ, rồi, cảm ơn nha. Dạ. Không, đây là miền Tây. Cô chú là người miền Tây. Mấy cái chị? Hai cái. Dạ. Con áo nội bịch râu hai cái ông nội. Hai cái nha ông bà cô chú. Dạ. Kìa, múa kìa, múa kìa. Bánh xèo, không biết bánh xèo gì mà bên mùi thơm tâm cho mùi con dữ ta. À. Bịch rau, bịch rau. Mấy cái anh? Hai cái tôm đem về. Hai cái tôm không hả? Tôm không đem về nha. Hai cái tôm không mang về. Bây giờ cắt. Dạ, nhộn nhịp. Mấy cái em gái? Hả? Ăn tại chỗ hả? Mang nhà mang gì hả? Đây đây của cô nè. Cái này tôm không á thì chờ xíu. Còn bánh cho cô con. Cô. À, em gái bốn cái mang về luôn kìa. Một cái. Hả? Của cô ở ngoài sau hai cái. Rau 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 thôi, đúng rồi. Tôm không kìa. Hai cái tôm không. Nè. Rồi, lên đèn nha ông bà cô chú. Thank you.
cho nó khỏi cái bị nó chăm chăm cái này là nó ngứa. Cô chú anh chị và các bạn mà muốn thưởng thức bánh xèo ủng hộ các con thì địa chỉ là 21 Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ đây Hà Anh đổ bánh xèo đó, bên này bánh xèo đẹp lắm. Bây giờ là 6 giờ kém nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Ăn tại chỗ hay mua mang về em? Mua về 2 cái. 2 cái hả? 2 cái mang về con gái ơi. Con trai mua 2 cái mang về. Có liền, có bánh xèo luôn. Ông nội làm bịch rau 2 cái mang về. Cảm ơn anh trai nha. Cô qua mua bánh xèo kìa, chuẩn bị có luôn. Mấy cái chị? Ba cái mang về hả? Dạ ba cái mang về. Bà cô ơi, bịch rau 3 cái mang về đó. Dạ nhịp nhàng lắm ông bà cô chú anh chị và các bạn. Mấy cái cô? Cô không ạ. Dạ
gia đình tất bật luôn á ông bà cô chú, tất bật phục vụ quý ông bà cô chú anh chị và các bạn tới thưởng thức bánh xèo. Con gái nè, dạ ba cái, cô chừng lấy lộn có cái gửi đó nha. À, cô kêu cô chừng lấy lộn cái rưỡi nha. Rồi. Có bánh chanh luôn, do là anh làm bánh tôm á. Ừ. Cảm ơn chị nha. Đó, ôi ôi, bữa nay bánh xèo xuất sắc à. Ừ. Nhìn hấp dẫn không? Ủa anh đó, ấy chưa? Anh nói hai cái gì vậy anh? Có bánh rồi, của anh có rồi. Thấu tiền lại cho anh thôi. Chú à này. Hồi nãy mới vừa thưởng thức bánh xèo rồi mà sao bây giờ làm yếu dữ vậy ta? Làm cái bánh xèo rồi mà đói liền ta. Dạ. Chị nó qua đường á, qua đường mà đông quá. Đông lắm, giờ này đông lắm. Giờ tăng tầm à. Giờ tăng tầm. Hết củi rồi, hết củi rồi. Bỏ củi rồi. Dạ, qua đường luôn chị ơi. Dạ. À, có chị anh chị ăn bánh xèo kìa. Dạ, vô nha. Trời ơi, người đẹp quá mà không quay luôn trời. Rồi, tôm. Có bàn. Cứ đi xe máy là ông bà cô chú đi thẳng vô trong nhà luôn. À, đi ô tô thì có phía bên có cái bãi giữ xe ô tô. Đây là rất là thuận tiện luôn. Đi xe 16 chỗ, 45 chỗ cũng được. Bởi vì ở đó có ở trong đó có cái bãi giữ xe rất là lớn luôn, ở chuyên giữ xe ô tô mà. Dạ. Trúc Giang. Ông bà cô chú anh chị và các bạn cứ comment động viên các con đọc comment đó, mong ông bà cô chú anh chị và các bạn cũng không ví dụ như có những gì mà sai sót thì cũng mong bà cô chú anh chị và các bạn lượng thứ bỏ qua, hoan hỷ đi nha. Dạ chứ đâu có gì đâu, tình thương miếng thương để cho ông bà nội bán được nhiều bánh xèo hơn, cho các con có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Dạ nha ông bà cô chú anh chị và các bạn, một lời bình luận mà mình vui vẻ thì cũng đâu có đồng đội đồng đội. Bà nội trời ơi.